Hello, xin chào các bạn. Các bạn đang thấy mình đang đội cái nón này ha, mang có tên là SNAP. Thì đây là một trong những sàn sàn giao dịch Forex có mặt tại Việt Nam và có ngôn ngữ tại Việt Nam luôn. Thì nó là một trong những sàn gọi là uy tín nhất nhì mà các dân chơi Forex đều là công nhận nó là một trong những sàn là nhất nhì đó. Thì mình không có nói vấn đề về SNS và mình cũng không có làm cho cái sàn SNS này. Thì mình chia sẻ vấn đề là có nên chơi Forex hay không. Mình có nên chơi Forex hay không. Thì Forex là một trong những lĩnh vực đầu tư, nó mang tính chất nó là một trong những bốn cái lĩnh vực làm ra tiền mà chúng ta cần biết. Thứ nhất á, là người nếu mà chúng ta đi làm công ăn lương á, thì đó là một trong những cái việc làm đầu tiên, cấp độ đầu tiên, có là tứ đồ, có là nó là một trong những cái cấp độ đầu tiên để mà tạo nên cái nguồn thu nhập là chúng ta làm công ăn lương. Làm công ăn lương á, thì nó có rủi ro hay không? Thì mình làm công ăn lương vẫn có rủi ro các bạn. Khi mà chúng ta đi làm công ăn lương thì đôi lúc cũng bị ông chủ ông quỵt. Và có, nếu mà chúng ta làm công ăn lương mà chúng ta làm sai thì chúng ta cũng phải bị đền như thường. Thì đó chính là tính chất rủi ro của làm công ăn lương. Làm công ăn lương là chúng ta chỉ bỏ sức lao động chúng ta ra và chúng ta tạo nên tiền thôi. Thì nó cũng rất là không có cái phải bỏ nhiều cái vấn đề gọi là đầu tư về tiền bạc để mà có tiền. Chúng ta chỉ cần bỏ sức lao động ra đi làm mà có tiền thôi. Nhưng mà nó vẫn có tính chất rủi ro trong đó. Cái thứ hai nữa là chúng ta tự tạo ra công ăn việc làm cho mình, tự làm chủ chính mình. Ví dụ như mình đi bán vé số chẳng hạn, đó chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta mua vé số và chúng ta đi bán. Cái này là bỏ tiền ra, còn làm công đi làm thì chúng ta ít bỏ tiền ra. Chúng ta bỏ tiền ra mua tỷ số 10.000 ha, rồi chúng ta bán thì chúng ta lời mấy ngàn đồng á, 1.000, 2.500, 500 gì đó của một tỷ số chẳng hạn. Thì hoặc là chúng ta mở ra một cái tiệm bán xôi, bán chè gì đó, chúng ta tự kinh doanh của mình thì chúng ta phải bỏ tiền ra, chúng ta nấu một cái nồi xôi chẳng hạn. Thì số tiền nấu một nồi xôi nó cũng là rất lớn rồi các bạn. Thì chúng ta bán nồi xôi thì về bán nồi chè thì nó cũng có một cái tính chất là nếu mà chúng ta bán lời á thì không nói gì, nếu mà chúng ta bán không được á, chúng ta lỗ thì đó chính là rủi ro của nó ha. Một nồi chè 1 triệu đồng đấy chứ nè, thì bán không được mất 1 triệu đồng thôi đó, 50-50. Nếu mà bán được thì giỏi lắm, bán được một nồi chè 1 triệu thì bán giỏi lắm, còn lại 500.000 thì lỗ 50% đó. Cái vấn đề mà mình tự tạo ra cái công ăn việc làm cho mình, tạo ra một cái việc làm cho mình, tạo một cái sự nghiệp cho mình như vậy á, thì nó ở mức độ thứ hai thôi. Có nghĩa là mình bỏ tiền ra, bỏ công sức ra mình làm. Nếu mình có làm thì mình có ăn, còn không làm thì sẽ không có ăn các bạn. Đó. Mình bỏ công sức ra mình đi làm và mình có làm thì có ăn, và không làm thì không ăn. Và mình không làm thì chẳng ai, cái vấn đề kinh doanh nó cũng không có hoạt động được nữa. Đó. Tại vì mình bưng gánh bán buôn mà mình phải có bằng tay mình nấu nướng thì nó mới ra được cái sản phẩm để đem ra bán như thị trường, bán được nồi chè, và mình đứng tí mình bán thì mới có được nó, cái vấn đề kinh doanh của mình nó mới làm việc được. Và cái mức độ thứ ba nữa đó là mình tạo ra cái công ty mà mình thuê người khác về làm cho mình, có nghĩa là mình bỏ tiền ra mình thuê người khác làm cho mình. Thì ở mức độ này có nghĩa là mình không cần phải tham gia vào cái vấn đề kinh doanh trực tiếp cho lắm, gọi để quản lý cho lắm, nhưng mà nó vẫn hoạt động được đó. Thì mức độ này là mức độ làm ra tiền ở mức thứ ba, là cái mức độ khá là cao rồi đó bạn. Nên những người này là những người làm chủ thật sự và họ đã bỏ tiền ra, số tiền nó khá là lớn để họ đầu tư vào xây dựng một cái công ty, một thương hiệu đó để tạo ra cái nguồn thu nhập cho người ta mà người ta không phải đi làm. Thì ở mức độ này, nhưng mà họ vẫn có đến công ty, họ vẫn có tham gia vào những điều quản lý công ty ra thôi. Thì mức độ thứ ba này là mức độ cũng có tính chất rủi ro cũng khá là cao. Tại vì một người thì bạn bán họ phải bạn cần phải cho người ta nợ và bạn phải thu hồi công nợ rất là nhiều. Thì mức độ làm chủ này phải trả tiền công cho nhân viên khá là nhiều. Thì đây là đầu tư lớn, thì tiền to thì sống lớn. Thì mức độ đầu tư vậy. Và mức độ cuối cùng là cái vấn đề gọi là chúng ta dùng tiền chúng ta để mà đẻ ra tiền. Thì cái kênh đầu tư này gọi là đầu tư tài chánh. Thì chúng ta có một số tiền lớn thì
họ sẽ dùng gửi ngân hàng. Và rồi cái kênh đầu tư thứ hai, thứ ba, thứ tư là mình dùng tiền để mà mình đầu tư tạo ra tiền các bạn. Gửi ngân hàng thì mình nó sẽ giúp cho mình cái lãi suất hàng tháng cho mình trong cái đầu tư tiền như vậy. Nhưng mà để đầu tư thì nó sinh cái lãi suất rất là thấp, ngân hàng lãi suất rất là thấp. Và người ta đầu tư chứng khoán, đầu tư là những công ty khác. Và đầu tư, một trong những đầu tư ngoại hối là đầu tư Forex. Đây là một trong những cái lĩnh vực đỉnh cao của làm ra tiền các bạn. Đó là một trong những bốn lĩnh vực tứ đồ này, nó là một đỉnh cao nhất để mà tạo ra tiền. Và khi mà tham gia thị trường Forex á, khi mà bạn tham gia chứng khoán chẳng hạn thì nó cũng có nhiều cái nhưng có rủi ro trong đó. Và chứng khoán đầu tư thì nó có cái những cái mặt khá là hay, nhưng mà mình nói cái đỉnh cao nhất là Forex đây, là ngoại hối ấy, thì nó có hai chiều mua và chiều bán. Trước tiên bạn phải hiểu là nó có tính chất hai chiều mua chiều bán. Vậy cái Forex này nó có tính chất cờ bạc hay không? Forex nó có tính chất cờ bạc hay không? Thì nhiều người họ cho rằng cái đầu tư Forex này là nó cờ bạc lắm. Cờ bạc hay không á thì từ mình sẽ phân tích nó có cờ bạc hay không. Trước tiên mình nói là các bạn phải hiểu rằng cái chứng khoán ở Việt Nam mình nó chỉ có một chiều à. Nó một chiều chiều tăng khi mà mua vào một cái cổ phiếu thì nó tăng thì mình mới có lợi nhuận thôi. Nó tăng thì mình có lợi nhuận ha. Còn nó giảm thì mình sẽ bị mất lợi nhuận và mình mất số tiền của mình thôi. Đó. Nhưng mà cái Việt Nam mình họ giới hạn cho một lần mở sàn chỉ có 7%, tăng giảm trong vòng 7% thôi. Giá trần giá sàn nó chỉ dao động trong 7% thôi. Là hết phiên đó, là chỉ có quyền đặt lệnh mua bán trong 7% đó rồi. Và chỉ có đặt xong rồi nếu mà có khớp lệnh á, khớp lệnh không phải khớp lệnh liền, mà đặt mình bán không khớp lệnh liền để có người mua thì nó mới khớp lệnh, đúng giá nó mới khớp lệnh. Nhưng cái Forex đó, nó cái hay của nó là cái ngồi hối đó, đầu tư ngồi hối có cái hay của nó là nó có tính chất hai chiều. Nếu mình mua lên á thì mình cũng có lời, nếu nó lên cũng có lời, nếu mình mua xuống á thì xuống có lời. Tại sao mà mua xuống có lời, mua lên có lời thì ai cũng hiểu đúng không? Mình mua cái cổ phiếu của HD Bank 100.000 đi chẳng hạn, mà khi nó lên 200 thì mình có lời rồi, cái đó điền đương nhiên. Hay là mình mua cái Thế Giới Di Động mà 100.000 đồng một cổ phiếu, bây giờ nó giảm xuống còn 50.000 đồng cổ phiếu thì mình lỗ 50.000, thì cái đó ai cũng hiểu rồi. Nhưng mà có đối Forex á thì nó có tính chất gọi là mua xuống có lời. Ví dụ như mà vàng, ví dụ như tôi biết rằng á, tôi biết rằng á, ngày mai á, vàng nó sẽ nó sẽ giảm xuống. Như bây giờ hiện giờ vàng á, một chỉ á, là 20, một chỉ là 3 triệu đi ha, mình nói bây giờ một chỉ là 3 triệu đi, 3 triệu đồng một chỉ. Thì ngày mai mình biết rằng vàng nó chỉ còn có 2 triệu đồng một chỉ thôi. Ha, 2 triệu đồng một chỉ. Thì bây giờ bắt đầu mình mới mượn bà con mình 100 chỉ, một cây vàng nha, một là 10 chỉ đi. Bây giờ mình bán ra. Mình bán lấy tiền. Và qua ngày mai á vàng nó xuống và mình mua lại và mình trả cho người ta và mình trả cái lợi là cái lãi cho người ta thì mình sẽ lời. Đó chính là tại sao mà mua xuống không có lời, là nó như vậy. Thì trong Forex đó, nó có ưu điểm là nó có chính tới hai chiều vậy, nó tạo ra cho mình cái cơ hội lớn hơn là chứng khoán. Và khi cơ hội càng lớn thì nó rủi ro cũng càng cao các bạn. Khi mà mình có khả năng ăn thì mình cũng có khả năng mắc, đó là tính công bằng trong cái cuộc sống này thôi. Thì mình dám chấp nhận cuộc chơi thì nó thể sẽ là như vậy. Thì nó có cờ bạc hay không thì là ở chỗ là bạn sử dụng đòn bẩy nó vấn đề ở chỗ đòn bẩy. Thì trong Forex nó cho mình đòn bẩy là đối với Snet là vô cực là 2.000 các bạn, đòn bẩy nó cao nhất là 2.000. Thì mình có số tiền nhỏ thì mình có thể mua được những cái tài sản lớn, và khi mà tài sản nó tăng thì mình sẽ được được cái lợi nhuận rất là tăng.
Ví dụ như mình mua một lốt vàng, khi mà tăng lên 10 giá là mình lên tới hơn 10 hơn hơn 1.000 đô. Lên 10 giá là một mình có được 1.000 đô, 1.000 đô 20 20 triệu ha. Một giá thì mình có thể bỏ ra 100 đô hay là 43 đô là tối thiểu mình có thể mua được một giá một 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 lót của vàng, thì mình có thể ăn được nó là một 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 triệu một 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 1.000 đô là hai mươi mấy triệu đồng đó. Thì nếu mình cái đó tính mang tính chất gọi là cờ bạc, nó tức bạc là ở chỗ là chim rớt hả? Bạn đi thấy chim hôm nay rớt ở công viên, mình đang ngồi ở công viên gì công viên cá coi, công viên cá coi bin bin bắc gì đó hả, bin bắc mình không biết cái công viên gì, nhưng mà cũng nó cũng khá là đẹp. Mình nắng quá mình chui gốc cây mình ngồi và mình tâm sự các bạn về cái thị trường forex. Thì mình quay lại cái vấn đề gọi là cái forex có phải cờ bạc hay không, thì xin thưa rằng cái cờ bạc hay không là dù dù bây giờ người đi buôn đi bán chẳng hạn mà người ta không biết tính toán thì cũng là cờ bạc thôi, còn nếu mà cờ bạc mà biết tính toán thì cũng là đầu tư các bạn, thì nó có tính chất như vậy. Thì bây giờ mình nói là chơi forex có phải cờ bạc không, thì ở Mỹ những cái nước tiên tiến phát triển đó, thì trader là một nghề chính thức, trader là một cái nghề gọi là nghề nghiêm túc á, nghề rất là đàng hoàng, và những người trader là những người có thể là tự do đi lại ở bất cứ đâu, có thể làm ra tiền, chơi cũng là tiền, ngủ cũng có thể tạo ra tiền. Những cái thằng trader giỏi đó được những nhà đầu tư lớn họ cung phụng, họ cung phụng rất là hậu hĩnh, mày muốn gì ta cho mày cái đó, miễn sao cái đầu óc mày tinh thần minh mẫn sáng suốt để mà dự đoán kết quả cho tao, nó chiều cái trend lên hay trend xuống cho tao, rồi những cái giá lên khớp mới tạo ra cái lợi nhuận cao cho người ta, là những trader nó được trọng dụng rất là cao. Thì trong quá khứ cũng có những trader đó là đi vào lịch sử từ mười mấy ngàn đô, từ 10.000 đô mà lên đến triệu đô. Thì đó là một những tiềm năng mà của forex hay thị trường ngoại hối đã đem lại cho những cái thằng trader, những cái nhà đầu tư họ có khả năng tăng tài sản lên một cách nhanh chóng và kết xù như vậy, nhờ những đòn bẩy và nhận những cái hai chiều tăng giảm như vậy mà đã khiến cho nhiều nhiều lòng tham của nhà đầu tư họ tham gia vào. Và đây là một trong những cái market, hay là những cái chợ, hay là những cái chợ rất là lớn của thế giới, và không phải ai cũng biết cái chợ này để mà tham gia, không phải ai cũng biết cái chợ này để tham gia vào để mà đầu tư, và đòi hỏi cái kiến thức rất là khủng khiếp. Mình tìm hiểu rất là nhiều, mà gọi là mất ăn mất ngủ cũng có thời gian rất là dài để mà tìm hiểu về cái forex này, và mình cảm thấy là rất là khủng khiếp. Và khi trải nghiệm vào cái forex là mình thấy là cái tinh thần rất là quan trọng, cái đó tại vì nó đi xuyên suốt 24/24 ở ba phiên châu Á, châu Âu, châu Mỹ, ba phiên đó nó liên tục, nó khiến cho nhà đầu tư rất là mệt mỏi. Cho mình một ngày làm 8 tiếng thì nếu mà ai mà đã cuốn vào trong cái forex này rồi thì phải đi xuyên suốt 24/24. Nếu mà bạn đặt lệnh rồi bạn căng lệnh, mình đã từng giải quyết cái căng lệnh của tài sản 65.000 đô các bạn, và mình đi đi xuyên suốt trong vòng một tháng trời, rất là 4 tuần mình rất là mệt trong vấn đề gọi là căng lệnh và gỡ lệnh trong cái tài sản 65.000 đô của một cái bà chị ở Quy Nhơn, ở Nha Trang ấy. Và gỡ được từ lúc bà căng lệnh mới còn có 7.000 đô và mình gỡ được khoảng 25.000 đô, nhưng ở phút cuối thì mình với chị cũng có nhiều cái nó không có đồng thuận nhau vấn đề nữa, nên là mình đã bỏ mặc chị. Cuối cùng chị tự đánh và đã cháy luôn cái tài khoản hai mấy ngàn đô luôn, cuối cùng cháy tổng kết là 65.000 đô, không cứu được. Vấn đề cứu tài khoản trong cái thị trường forex này thì mình đã có một bài học khá là lớn trong vấn đề gỡ được cái tài khoản 60, trong quá trình
đồng hành cùng cái chị đó để gỡ 65.000 đô đó, thì mình đã có một cái kinh nghiệm rất là lớn trong vấn đề gỡ và căng lệnh trong cái thị trường đầu tư hồi hối này. Mình chắc là mình sẽ dành một cái thời gian mình làm một video đằng sau cho vấn đề gỡ lệnh trong cái forex. Thì mình khuyên các bạn rằng là nếu bạn chưa tìm hiểu kỹ trong cái thị trường forex ngồi hối này thì tốt nhất các bạn không nên tham gia vào cái thị trường này. Bạn, người ta đã cảnh báo các bạn biết rằng 90% nhà đầu tư sẽ mất 90% tài sản trong vòng 90 ngày. Thì các bạn biết các bạn là ai trong cái thị trường này, các bạn là cái gì trong thị trường này, trong khi bạn chỉ có 10% nhà đầu tư sẽ sống được trong thị trường này. Bạn có thể là 10% đó hay không? Nếu bạn muốn trở thành 10% trong thị trường forex này á, bạn phải đạt được ba cái yếu tố tiêu chí như thế nào. Thứ nhất là bạn phải có một hệ thống, một mà bạn phải có hệ thống và bạn am hiểu về nó rất là nhiều, bạn có hệ thống đầu tư rất là bài bản, vốn và đầu tư rất là bài bản, thì bạn mới có thể, bạn phải biết quản lý rủi ro, quản lý tài sản và tài khoản của bạn, bạn biết tính toán, một bài toán rất là cao như vậy. Và bạn có một đội ngũ nắm rõ thông tin, một cái gọi là một đội ngũ hay là một cái nhóm group nào đó mà để cung cấp cho bạn thông tin rất là kịp thời để mà bạn xử lý những tình huống nó bất ngờ trong cái thị trường này. Đòi hỏi bạn phải trải qua rất là nhiều năm tháng trong cái thị trường forex này thì bạn mới có những cái tạo dựng một hệ thống như vậy, như đặt lệnh auto rồi những cái robot, cái bot, con robot nó hỗ trợ mình nhiều. Thì những cái thực hiện giao dịch vậy đòi hỏi các bạn phải có tuổi trẻ và bạn có thời gian thâm niên trong cái nghiên cứu này khá là lâu, ít nhất mình nghĩ cũng phải là trên một năm các bạn mới có thể nên mới xuống tiền đầu tư trong cái này được. Còn không thì bạn sẽ mất tiền rất là oan uổng thôi. Những bài học bạn bỏ tiền ra chỉ là những bài học nó vô bổ rất là nhiều. Và những người, mình cảm thấy những chị lớn tuổi hay những người lớn tuổi họ chập chững bước vào đây và cảm thấy rằng dễ ăn quá, thì nghĩ rằng họ sẽ chết trong nay mai rất là tội. Bản thân mình cũng chưa dám đầu tư nhiều trong cái thị trường này, mà mình cũng đã mất khá là nhiều trong cái forex này rồi đó, chứ không phải ít đâu. Cái internet này ăn mình cũng khá nhiều tiền nhưng mà mình vẫn sống được, không có chết, thì rất là điều đó cũng rất là may mắn cho mình. Và thứ nhất là bạn phải có một hệ thống, thứ hai là bạn phải biết quản lý cái rủi ro của bạn, cái thứ ba nữa là bạn phải kiềm chế được cái tâm cảm xúc của mình trong cái vấn đề này rất là dữ, cảm xúc và sức khỏe. Thì về bạn phải đôi lúc bạn phải đi khi mà xuống lệnh rồi á, bạn phải đi với nó 24/24 từ thứ hai cho đến thứ bảy thì cái sàn nó mới đóng cửa và bạn có thể nghỉ ngơi thôi, còn không thì bạn sẽ đi suốt tối khuya gì bạn cũng phải thức, bạn phải canh nó thôi. Khi mà bạn đã xuống lệnh rồi với số tiền lớn mà bạn khó lòng lắm, trừ khi bạn phải có một cái nghị lực, hoặc là bạn phải có tin chắc rằng bạn đang chiến thắng, hoặc là bạn đặt lệnh rồi bạn đã thắng 50% rồi thì bạn có thể đi ngủ, ok mình đã dời stop loss xuống ở mức lời rồi thì mình an tâm mình đi ngủ, không có vấn đề gì cả, thì cái đó thì mình không nói. Nhưng mà khi đã xuống tiền rồi thì cái tất cả nhà đầu tư nào cũng rất là lo ngại và hồi hộp, rất là hồi hộp, kể cả những nhà đầu tư lão luyện hay những bậc thầy chuyên gia đi chăng nữa, thì cái đầu tư trong cái thị trường này họ cái xác suất thắng tầm 70% là cao, 70%, họ tự tin 70% thì họ mới dám xuống lệnh các bạn. Còn nếu mà 50-50 thì không xuống lệnh, sideways, thị trường sideways không, no way. Thì những người mà họ đầu tư lão luyện này họ sẽ canh vào những cái trend khi mà nó break out hoặc là nó retest, có nghĩa là nó phá vỡ giá ở trên down, ở trên up, hoặc là nó retest có nghĩa là nó hồi về á, thì bắt đầu người ta bắt đầu vào lệnh những cái khúc đó thì họ sẽ chiến thắng được thôi. Còn bạn đánh scalp hay là đánh sway, đánh sóng dài sóng ngắn gì đó thì cái đó là một trong những cái là rất là nhiều bạn họ quan tâm cái gì đó, nhưng mà mình thấy là cái đánh ở cái khung gọi là break out hay là sóng hồi á, thì đó là một cái ưu việt các nhà đầu tư nên tìm hiểu về nó. Còn đỉnh cao nhất là những người họ đánh scalping các bạn,
mình là một trong những người rất là thích cái khái niệm gọi là scalping, đánh scalping. Và các bạn, một trong những tiêu chí mà nếu các bạn đánh scalping thì mình nói các bạn biết rằng mình có hai trường phái, bản thân mình có hai trường phái đánh scalping của mình đó, là mình đánh sóng cực ngắn, khối lượng cực cao, và mình đánh một cái nữa là một ngày á, một trường phái nữa của mình á, là một ngày mình chỉ vào lệnh ba lệnh buy và ba lệnh sell thôi, cho ba phiên, một phiên đánh một buy một sell, thì trong ba phiên ba sell ba buy thì 6 lệnh là cùng cho một ngày. Các bạn hãy để ý đi, một ngày chỉ có 6 lần vào lệnh đẹp mà thôi, 3 lần là buy hoặc là sell và 3 lần kết thúc lệnh và đặt lệnh lại, thì chỉ có 3 tầm đó thôi. Các bạn nên nhớ 3 phiên Á, Âu, Mỹ thì chỉ tối đa chỉ có 6 lần đẹp vào lệnh nha. Còn các bạn nào vào hơn 6 lệnh thì các bạn biết các bạn đã bị vào sai rồi đó nha. À, đó là những cái chia sẻ tâm sự của mình về vấn đề chơi forex nhé. À, thắng thua hay không là ở thị trường quyết định, còn kỹ thuật hay không thì nó yếu tố một phần thôi ha, để quyết định xác suất của bạn là 70% hay không hay 50%, 50%. Thì forex theo mình nhận định nó không phải cờ bạc, vì nó 50-50 là không phải, và nó có tính chất được xác nhận chung của thế giới rõ ràng, chứ không phải như là cờ bạc thì chỉ có nhà cái hoặc là cái casino đó họ quyết định cái vấn đề xanh đỏ trắng đen thì casino sẽ quyết định được. Còn cái thị trường forex thì khó mà chi phối được, thì nó là có một tính chất chung, nhưng ở trong cái thị trường forex nó vẫn có những cái big boy hay những cái mập, những cái sàn nó quét stop loss hay những cái kỹ xảo nhỏ nhỏ nhặt nhặt đó thì đương nhiên cũng sẽ có, và mình biết bơi cùng cá mập hay biết sống cùng sàn có thể sống còn được ở trong những cái thị trường đầu tư ngoại hối này. Và cờ bạc hay không cờ bạc thì nó ở mức độ bạn có tham lam hay không tham lam mà thôi, và bạn cứ sử dụng đòn bẩy cao hay thấp, đó chính là quyết định bạn trở thành một con bạc hay là nhà đầu tư. Đó chính là điều mình chia sẻ về thị trường ngoại hối này, có những điều mà có thể là mình sẽ thiếu sót trong những gì chia sẻ ngày hôm nay, và hy vọng là gặp các bạn ở video lần sau mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Bye bye, xin hẹn lại ở video lần sau. Bye bye.